Rồi bài này thì nó nói về biểu đồ cột đưa ra việc sản xuất dầu mỏ, sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ ở 7 khu vực trong năm 2002. Rồi nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cái này khu vực nha, mình không có tính quốc gia nghe các em. Úc thì đúng là quốc gia. Nhưng mà nó có trộn những cái khu vực vô á. Ví dụ như là Mỹ Latin rồi châu Phi, châu Á, ví dụ như vậy. Thì mình sẽ quy chung là khu vực là region hoặc là area. United States là Mỹ nè. Europe, châu Âu ha. Middle East này, Trung Đông nè. Bài này thì chỉ có hai cột thôi. Nhưng mà trước khi mình vô thì bây giờ mình sẽ viết cái mở bài trước nha. Cái này thì đơn vị của nó là 1 triệu thùng mỗi ngày. Các em đợi thầy xíu nha. Các em đợi thầy xíu nha. Cái này nó ghi sao? Paralyze. Em để thầy kiếm là cái chữ này xíu nha. Này thùng đúng rồi, nhưng mà để thầy kiếm có cần phải sử dụng từ đồng nghĩa không? Paralyze. Ủa, này là đủ rồi mà ta. Sao nó để chưa chưa apparel. Ok, theo này người Anh thì nó ghi thêm. Cái này thì em muốn ghi cái chữ apparel cũng được. Apparel này cũng được ha, hoặc là apparel cũng được. Thêm S vô. Rồi thầy thì giữ cái này ha. Ủa không cho ta. Biết sao cái chữ này chứ kêu chữ cũ á nên đòi vậy rồi thôi. Thầy lấy cái chữ này ha, chữ mới đi ha. The number of Payrolls. Nó bao gồm là sản xuất với lại tiêu thụ đúng không? Mà đây quan hệ. Which were produced thùng. Thùng số thùng mà vừa tính theo tiêu thụ, số thùng được sản xuất và tiêu thụ ha. Đúng chưa? Petroleum. Có còn sai lại chữ petroleum. Đây là gì? Oil hoặc là petroleum đều được. Ok, để thầy kiểm kỹ là ha. Rồi đầu tiên là thầy vẫn giữ cái này đi. Thùng dầu được sản xuất và tiêu thụ mòn ở các khu vực đúng không? Ở khu vực 502 rồi, ok. Among seven different region. Này nó nhiều quá thành ra thầy sẽ ghi chung chung lại. Regions in 2009. Rồi.
Solo chém gió cho dài xíu ha. Tại bài này ý hết. Rồi biểu đồ cột. À, ý tượng chung. Xu hướng chung. Khổ tổng quát. Hôm bữa cái bài của mình học á. Hôm bữa cái bài của mình học á là nó tới 4 cột. Vậy thì ở mỗi bốn mỗi chỗ thầy nhầm mỗi chỗ là 4 cột đúng không? Mỗi chỗ so sánh là 4 cột, ở đây thì chỉ có 2 cột thôi. Rất là dễ ít ý để nói. Hả? Thành ra các em phải kéo dài một chút để cho nó đủ chữ ha. Rồi. Thì trường hợp này nó không còn khẳng định ở mỗi chỗ nhất nữa mà mình sẽ đơn giản thôi, ở ở mỗi chỗ như vậy em gom nhóm lại. À, chỗ nào thằng tiêu thụ nhiều hơn, màu đen nè, và thằng nào sản xuất nhiều hơn. Hiểu ha? Thì nói cái nào trước cũng được, bây giờ thầy nói cái tiêu thụ trước đi, tại có ông Mỹ nè. It is clear that. Do cái đối tượng là các quốc gia là đối tượng chủ động, nếu mà thầy nói ở châu Âu, Mỹ, Asia và Úc tiêu thụ dầu nhiều hơn sản xuất, thì vậy thì nó cái đối tượng chủ từ á là quốc gia nó hơi dài, cho nên lúc này thầy sẽ viết nó thành câu bị động để cho nó ngắn lại xíu nha. More perils were bài này hơi ít ý á, thành ra thầy sẽ kéo dài câu ra, thầy sẽ đổi thành những cái câu có lượng từ nhiều hơn. There were more perils with worry. In. There were more people with cancer. Then reduce. Sẽ đổi từ từ nhé. Đây là cái phương pháp này để thầy kéo dài chữ luôn nha. Yeah. Mấy chỗ đây? 1, 2, 3, 4. Ok, 4. In four major region. À, đi từ trái sang phải nha. Hoặc là lấy từ thằng cao nhất trước cũng được. Châu Âu, Mỹ, châu Á và Úc. Europe. United States. Australia. Câu đầu tiên ha. Có nhiều thùng dầu mà được sử dụng hơn là sản xuất ở bốn khu vực chính: châu Âu, Mỹ, châu Á và Úc. Ngược lại đúng không? Rồi bây giờ cái này thầy sẽ viết chứ ha. Rồi bây giờ thằng nào đứng nhất sản xuất nhiều nhất? Thằng Trung Đông ha.
Okay. Videoist. Videoist. Paprika. Lighting America. Một, hai, ba, rồi. Đẹp. Hôm bữa thầy có nhớ một chữ nữa là phức tạp có thể tại vì thầy đang suy nghĩ câu này dễ cho các em nắm á. Nhiều khi đổi chữ cái bài này thì thầy có viết nhưng mà cái chữ nó hơi phức tạp, thành ra thầy đang coi kỹ lại, thầy chỉnh cái chữ sao mà cho dễ nhớ. Chứ để quá nhiều bạn nhiều khi không nắm kịp á. Rồi gì đi ha. Để thực hiện này à, những khu vực này là khu vực với lượng sản xuất cao hơn. Rồi, vậy đi. Xong rồi đó. Các em coi kỹ là ha. Cái này thì thầy chỉ cho nó chỉ có hai đối tượng thôi, thành ra thầy sẽ chia thành hai phần. Giống như cái bài hôm bữa là bốn đối tượng đúng không? Thì câu ý tưởng đầu tiên của Khôi nhìn chung sẽ là thằng nào đứng nhất ở mỗi vị trí, câu còn lại là thằng nào thấp nhất ở mỗi vị trí đúng không? Ở đây thì thằng này hơn thằng kém, thằng kia kém vậy thôi. Thì đây thầy chỉnh lại ha. It is clear đó nè, cái này thì thầy chỉnh cái ngữ pháp này là bên cái bài cơ bản có rồi nha. They are, they were gì đó ha, này quá khứ thì thầy ghi they were. Có nhiều thùng dầu được sử dụng hơn là sản xuất ở những khu vực chính như là cái này. Ở bốn khu vực lớn như là cái này thì ba khu vực còn lại là nơi mà có số lượng sản xuất cao hơn. Rồi vậy đi ha, là anh ta hiểu rồi. Rồi bây giờ đến ý đầu tiên của khổ thân bài. Rồi, đến ý đầu tiên của khổ thân bài. Thì cái hôm bữa cái bài của mình thì ý đầu tiên sẽ là khẳng định thằng cao nhất toàn biểu đồ đúng không? Đúng rồi, cái này thầy sẽ giữ.
Nhưng vậy nè, ở bên cái bài cũ để thầy sẽ bật lại thầy đối chiếu luôn nha. À, có nhiều bạn gì không nhớ. Thầy vừa nói để thầy đối chiếu lại đi cho bạn nào quên á. Còn bạn nào chưa có lý thuyết cái gì về coi lại. Quên là cứ học lại, quên là cứ học lại, nghiên cứu lại để mình nhớ được cái ý tưởng mình nói. Đây nè, cái bài bữa cơ bản nè. Thì hồi nãy thầy nói á, là khối nhìn chung ý tưởng đầu tiên là khẳng định thằng nào cao nhất ở mỗi vị trí đúng không? Mà do cái này thằng anh cao nhất ở mỗi vị trí, thành ra nó chỉ ghiền câu là người anh chi nhiều tiền hơn. Còn ở đây thì trong sắp sản phẩm. Đúng rồi, đúng rồi. Không, đúng rồi, cái ý này thầy quên. Rồi, ok, đúng rồi. Vậy thì cái ý ở đây á, là thầy nói lại ha, cái ý chính của thằng này á, là ở mỗi vị trí đối tượng nào là cao nhất. Rồi rồi, cái này mới là ý chính, thầy quên, thầy lộn qua cái bài lĩnh được video được. Rồi cái này mình chỉ quan tâm á, ý chính ở chỗ này là ở mỗi vị trí thằng nào cao nhất. Nhưng mà ở đây á, do nó bị lọt cho trường hợp là có hai thằng thôi. Ở mỗi vị trí thằng nào cao hơn đúng không? Nhưng mà cao hơn về mặt gì? Thì rõ ràng là mình bị phải viết hai ý tưởng là đúng rồi. Mình phải viết hai ý tưởng là tiêu thụ và sản xuất, thì tiêu thụ cao hơn chỗ nào và sản xuất cao hơn chỗ nào. À, nó vậy đó ha. Rồi, tại vì nó cái này nó tới hai tiêu chí lần sản xuất và tiêu thụ. Còn ở đây nó chỉ có một tiêu chí, đó là chi tiền trên sản phẩm thôi. Thành ra là ở mỗi vị trí thằng nào chi tiền nhiều hơn. Rồi, nó chỉ đơn giản thằng nào ở mỗi vị trí sản phẩm nè, là ở mỗi sản phẩm này các em. Thằng nào chi tiền nhiều nhất? Tại nó tới bốn cột lần, thằng nào chi tiền nhiều nhất. Hiểu ha các em? Còn trường hợp này tới hai tiêu chí lận sản xuất, tiêu thụ và sản xuất, thành ra buộc phải ghi hai câu. Rồi ha. Và đúng rồi, cái ý này thì mình sẽ làm được ý phụ nè. À, cái này không làm được ý phụ, thầy nhầm, không làm được nha. Rồi, cho nên cái ý phụ thầy sẽ không nói nha. Tại vì tổng sản lượng dầu này, cái này thì xuất khẩu, cái này thì sản xuất tiêu thụ, rồi cái này sản xuất. Nó không có cộng được nha các em. Vậy nè, thầy nhắc lại cho trường hợp bài này có sự đồng đều. Trong 6 sản phẩm là 6 vị trí này, cái này ký phụ nha. Là cái người khách hàng chi nhiều tiền nhất ở photography film. Tại vì nó chỉ có một tiêu chí là chi tiền, thành ra nó cộng 4 cột này và nó so sánh ra. À, thì tổng tiền này là cao nhất. Còn phương pháp mà so sánh như thế nào đó, gì coi lại cái clip cũ nha, này thầy chỉ đối chiếu lại thôi. Thì nó chỉ chung một tiêu chí là tiền chi trên sản phẩm, thành ra nó cộng số tiền được. Còn trường hợp bên đây không chung tiêu chí nha, cái tiêu thụ cái sản xuất. Rồi, cho nên cái ý phụ không xài ở khổ nhìn chung chỗ này, nhớ nha. Quên coi lại bài lý thuyết có ý chính và ý phụ nha các. Rồi bây giờ thầy mới xuống đây. Ý tưởng đầu tiên của bài này là khẳng định giá trị cao nhất toàn biểu đồ. Thì đây người anh chi 170.000 bảng là giá trị cao nhất toàn biểu đồ. Ừ đúng rồi. Đó nè. Giá trị cao nhất toàn biểu đồ nghe các. Để thầy nói lại cái đi. À, ý tưởng chỗ này sẽ là khẳng định giá trị cao nhất toàn biểu đồ. Sau đó sẽ là giá trị thấp nhất ở mỗi vị trí. Ở mỗi vị trí nha. Thầy nhắc lại nha. Còn bạn, thầy nhắc lại bạn nào quên cứ coi lại lý thuyết cũ. Còn ở dưới là chỉ nói những thằng trên lệch còn lại. Thầy nhắc lại nè. Khổ thân bài thường loại này sẽ chia ra hai ý là ý tưởng khổ thân bài sẽ được chia ra hai khổ. Thì khổ đầu tiên là khẳng định giá trị cao nhất toàn biểu đồ. Khổ hai là khẳng định giá trị thấp nhất ở mỗi vị trí nha. Thì lúc ấy em sẽ bỏ được hai đối tượng luôn, trắng và đen. Ví dụ như đây, trắng và đen. Trắng và đen. Ừ, ý tưởng chỉ như vậy thôi. Cái thằng đen thì chỉ khẳng định một cái cao nhất toàn biểu đồ được rồi. Còn hai thằng còn lại, lúc lúc này là qua mới qua khổ thân bài 2, là sẽ còn hai thằng còn lại thôi, là hai thằng ở giữa nè. Ví dụ như bài này là hai thằng ở giữa, thì mình chỉ so sánh chênh lệch. Ừ, thằng xám
À, thằng đen hơn thằng xám chỗ nào? Thằng này gọi xám đậm đi, xám đậm xám lợt đi ha. Thôi Pháp với Ý đi, Pháp hơn Ý chỗ nào, trong khi Ý sẽ hơn Pháp chỗ nào? Đó là ý tưởng của cái loại bài này. Còn trường hợp này thì mình không có bốn thằng, cho nên nó chỉ còn hai thằng, và hai thằng ở đây chỉ đơn giản là so sánh hơn, đúng chưa? So sánh hơn, thân bài vừa có liệt kê giá trị mà vừa có so sánh nghe các em. Nhắc lại, bài nào cũng vậy, chỉ có mở bài và khổ nhìn chung tổng quát á, thì không nói giá trị thôi, còn thân bài bắt đầu nói ha. Thì bây giờ quay lại, trường hợp này là trường hợp mình gặp rất là ít số liệu, nó chỉ có hơn kém thôi, cho nên nếu như mình áp dụng bài này làm cũng được, nhưng mà nó chỉ có đúng một ý này thôi thì bài nó bị thiếu, gọi là thiếu chữ á, bị thiếu chữ ha. Cho nên bây giờ thầy sẽ kéo dài ra bằng cách, nếu em gặp trường hợp bài này, là thầy sẽ tách nhóm ra, thầy nói cũng thần hai, nói giá trị cũng thành hai khổ thân bài. Thì khổ thân bài một thầy sẽ nói những giá trị, những đối tượng consumption này, tiêu thụ cao hơn sản xuất, và khổ thân bài hai thầy sẽ nói những thằng sản xuất cao tiêu thụ rồi ha. Và bây giờ thầy chia nhóm, thì nhóm đầu tiên thì thầy vẫn lấy thằng này trước đi. À, nào trước cũng được, thầy lấy thằng này đi ha. Giờ bây giờ sao? Thì tất nhiên là sẽ so sánh rồi. Hai thằng là chỉ có so sánh rồi. Và lúc này ý tưởng ít, cho nên dù so sánh hơn cũng dừng liệt kê giá trị nha. Thì bây giờ thằng nào, thằng cái thằng có tiêu thụ cao hơn là thằng châu Âu, Mỹ, châu Á và Úc. Nói nào trước cũng được, thì thầy thấy cái này nổi trội hơn thầy sẽ lấy cái này nói ha. Rồi thầy nói giá trị của nó. Rồi bây giờ thầy sẽ ghi câu nhé, các em cứ theo dõi. Rồi thầy chốt ba nước trước nha, bốn nước trước nha, để là biết nước nào rồi đúng không? À, bốn khu vực nào rồi, các em biết rồi đúng không? Bốn khu vực, lỡ có trùng chữ trong quá trình các em viết, cứ viết trùng chữ đi, giống như thầy đang làm. Nếu lỡ trùng chữ không sao, để lại đi, chút mình họ mình kiểm lại, mình sẽ chỉnh sao nó sẽ chính xác hơn, chứ đừng vừa viết vừa ngồi suy nghĩ đổi chữ họ nó rối bây giờ ha. Cứ viết đúng ý trước rồi đã, trùng không biết chữ cứ trùng lại, thì chút trùng á mình nhìn lại cái chữ nào nó giống giống á, số lượng từ nó giống á mình đổi lại từ đồng nghĩa ha. Trong bốn khu vực có sản lượng tiêu thụ cao hơn thì sao? Europe. Rồi bây giờ thầy nói EU nha. Europe. Tiêu thụ nãy giờ chưa xài, chưa tiêu thụ đúng không? Sử dụng sản xuất rồi, ok. Consume xài lại nè. Tiêu thụ bao nhiêu thùng vậy? Cái này một ngày lận nha. À, thầy quên ghi ngày. Parallel. Parallel. Per day. Rồi, ok. Tiêu thụ bao nhiêu thùng vậy? Cái này là xấp xỉ 25 triệu thùng luôn. Ok. Này nó tiêu thụ nhiều quá ha. Một là em ghi luôn cái số như vậy nè, hai là em ghi thành chữ cũng được. Million pairs.
Approximately, đúng không? Even. Zero. Thầy vẫn giữ đơn vị nha các em. Per day. Này thầy chỉnh xíu cho nó khác. Rồi, per day. Coi thầy chỉnh nữa ha. Cũng là số lượng này cũng là cao nhất tờ biểu đồ thầy vẫn ghi lại nha. Figures on the chart. Rồi, đóng lại cái. Bây giờ cái này chỉ là giải nghĩa thôi nha các. Giải nghĩa cho cái 25 triệu thùng. Mà hồi nãy thầy nói đối với bà này ý tưởng hơi ít, thành ra thầy vẫn so sánh giữa hai giá trị ha. Hai mươi lăm triệu thùng mỗi ngày. Này mấy thùng đây? Khó nhìn quá đâu. 15, 17, khoảng 17 nha các em. Nào này thầy diễn ghi đi ha. Và vào 27 million. Khổ này 17 chứ. Đồ. Đồng 7. 17 million pair Cái này thì là thùng gì? Sản xuất ha. Thầy chỉ là produce peril. Rồi ok. Câu đầu tiên. Coi ổn chưa nha. Trong 4 khu vực với sản lượng tiêu thụ cao nhất thì Europe tiêu thụ khoảng 25 triệu thùng mỗi ngày. Đây cũng là số cao nhất toàn biểu đồ. Cao hơn. Rồi, cao hơn. Số liệu mà sản xuất ha, cao hơn so với 17 thùng được sản xuất. Nó hơi hơi ngắn đúng không? Thầy sẽ chém gió lại cho nó dài luôn. Produce. Thôi khỏi hỏi đi ha. Rồi ok, thôi vậy được rồi. Chút cứ kéo dài kia. Nghĩa là hơn 17 thùng được sản xuất. Rồi vậy ha. Bây giờ xong thằng này thầy sẽ nói đến bốn thằng còn lại, đúng chưa? Bốn thằng còn lại, 1, 2, 3, ba thằng còn lại: Mỹ, châu Á và Úc. Rồi các em sẽ nói sao đây? Đối với ý tưởng là chỗ này của thầy á, thầy sẽ gom như thế nào cho hợp lý? Do cái thằng bên đây thì nó quá cao, thành ra thường những cái gì cao nhất toàn biểu đồ hay là vượt trội nhất á, cứ viết riêng cho nó một câu bình thường ha. Còn các em có phát hiện ở đây Mỹ thì vẫn bình thường nha. Mỹ thì vẫn bình thường. Còn ở đây các em có thấy châu Á với Úc lượng sản xuất bằng nhau nhưng châu Á lại tiêu thụ cao hơn. Phát hiện ra cái gì chưa? Chút thầy sẽ viết câu thầy sẽ viết câu riêng cho hai thằng này. Phát hiện được chưa? Câu riêng cho hai thằng này gộp lại được ha. Còn thằng Úc thì thằng châu Âu thì đứng đầu là ok rồi, nói riêng cho nó bình thường. Thằng Mỹ gồm sau đây: một, vẫn viết riêng cho nó; hai, vẫn viết riêng cho nó nếu như không gộp được, cái này thầy nghĩ chắc không gộp được; hai là gộp nãy với thằng châu Âu cũng được nha các em. Nhưng mà thầy khuyên cái gì nổi trội nhất nên viết một câu riêng cho nó. Cái gì nổi trội nhất nên viết một câu riêng cho nó. Đây mới gọi là điểm nổi bật. Còn thằng này cứ viết thêm một câu chẳng sao.
Rồi bắt đầu viết thêm một câu cho hai thằng nữa. Là mình chỉ cần viết ba câu thôi. Là được ha. Rồi, United States. Lượng tiêu thụ được đứng thứ nhì. Cái này đứng nhất, bây giờ này đứng thứ nhì. Này sao nó viết thiếu chữ đờ nhiều quá. The United States Mỹ á. Chính bị vậy ta. Cái này là khu, cái này là Mỹ là nước quốc gia được nha. What a country with trong bốn à, nãy thầy quên nói trong bốn nước rồi. Ok. À, nếu mà nhì với nhất vậy thì phải xem yếu tố đứng nhất trong đây. Consume the highest rồi. Which consume the most with approximately which is like on the charts I then rồi. Ok ha. United States were the second. Consumption. Cứ viết bình thường, bị trùng chỗ nào chút chỉnh chỗ đó lại. Mỹ là nước với sản lượng là nước tiêu thụ đứng thứ nhì á. Để thầy cần rút gọn câu lại cho các em dễ hiểu nha. The second highest consuming. Thấy hơi dài rồi đó. Thầy sẽ tóm tắt lại thử nha. Em để đi. Cái bài này do thầy chưa viết. Thầy sẽ viết lại theo. Có một cái bài mẫu rồi. Nhưng mà cái bài này giám khảo chưa viết nha. Chính thầy sẽ viết cho. Có thể là viết nghiên cứu cho giám khảo luôn. Cái để câu này thầy đang thử là. Nếu mà các em có ý tưởng mới cứ ghi bình thường nha. Error. Không biết cái nào gọn là The United States là nước tiêu thụ dầu. Petrol chung mà. Xài là petroleum này chưa xài đúng không? Mỹ là nước tiêu thụ dầu đứng thứ hai. Ok, hợp lý rồi ha. Với nhiêu đây? Cái này nhiêu đây? Cái này 16 nha. Số cũng dễ. With around 16 millions. Used. Rồi. In comparison. Quen quá ha. In comparison with. Cho nên thầy mới nói là các bài live rap, bar rap có những cấu trúc các em vẫn có thể xài qua bài khác vẫn được. Nói chứ đây cũng là một bài mà nếu như ý nó quá ngắn cũng được coi như là bài khó đó. Tại vì ít ý quá mình phải viết sao cho nó đủ chữ. Thầy cũng hay bị vậy đó ha. Và thầy sẽ vẫn sử dụng lại những cấu trúc
thầy tự thầy viết thêm cấu trúc cho nó đa dạng vô để nó kéo dài chữ sao cho hợp lý. Còn bài mà nhiều ý mới gọi là dễ viết nha các em, bài ít ý mới là khó viết á. Rồi như bữa thầy nói, bài hôm bữa thầy cho từ đầu đến cuối cũng vậy, dựa theo lý thuyết làm những bài tương tự, từ từ có những bài bắt đầu khác biệt, lúc đấy các em phải biết cách chỉnh nha. Nếu mà thầy viết mình thì dễ có cái lúc mà thầy viết cho các em thầy phải suy nghĩ cái câu nào nó dễ chịu chút ha. Rồi với khoảng 16 triệu thùng được sử dụng so với bao nhiêu vậy? À, cái này chắc là nó có bằng ta 11 hay 12, thời khoảng 12 ha. So với only mười hai perils ghi thiếu nè, cái đơn vị mà thùng mỗi ngày thì các em vẫn viết bình thường nha. Rồi, gì ha? Xem thoáng chưa nha. Rồi bây giờ thầy nói là thằng Mỹ. Phải có liên kết với câu trước. Bên cạnh đó thằng Mỹ là à không, con này không cần, đúng rồi, không cần. Ok, không cần nghe. Tại vì nó có sự liên kết là cao thứ nhì vậy nè. Này cao nhất nè. À, Mỹ là nước đứng thứ nhì về việc tiêu thụ nhiên liệu. Nó cũng na ná với lại cái bài biểu đồ cột bữa mình có học là, nhớ không? Người Đức là người chi tiền thấp nhất. Nhớ cái ngữ pháp này chưa? Bữa thầy có gợi ý đó. Rồi, ở đây thầy nói là Mỹ là nước tiêu thụ dầu đứng thứ hai. Tại cái chữ mà consumer là khách hàng nha. Ừ, chứ không phải là còn nước mà tiêu thụ nói chung á, gọi là consuming country. Cái này là dạng một động tính từ thể chủ động. Consuming country. Petroleum consuming country. The second highest là cao thứ nhì. Với y hệt luôn ha các em. Với khoảng 16 triệu thùng được sử dụng mỗi ngày so với 12 triệu thùng sản xuất. Rồi, vậy là xong rồi đó. Tránh được trường hợp bị thiếu chữ rồi đó. Thầy nghĩ hồi thầy viết chắc hồi dư luôn á. Rồi, còn mấy từ rồi nha. Rồi, gần tới rồi. Ok, vừa đủ. Thấy chưa? Cho nên mấy cái bài này chỉ có nước là thầy sẽ viết bài mẫu các em nghiên cứu, vừa áp dụng bài lý thuyết mà vừa có những ý mới. Và những ý mới đó các em có một số bạn khá vẫn có thể tự viết thêm. Ừ. Rồi bây giờ đến những nước còn lại ha. Những nước mà có xuất siêu có nước có sản xuất cao hơn nè. Among the other. Thì bốn nước có lượng sản xuất cao hơn thì những nước còn lại là biết bốn nước có lượng tiêu thụ cao hơn thì những nước còn lại là biết là sản xuất cao hơn rồi. In the other three countries. Ở những nước còn lại ha. Rồi bây giờ mình mới đi kiếm nè. Và biết thằng này nổi trội nhất mình nói hồi nãy giờ nói từ phải sang trái nhỉ. Thường thường sẽ là nói từ trái sang phải nhưng mà không phải bắt buộc vậy nha. Thì tùy thôi. Ở đây giờ nó nổi trội hơn thành ra thầy nói bên đây qua. Nhưng mà với những bài mà thường nó để như vậy á nó đã có hàm ý rồi. Em thấy cái khu vực này nó nổi trội hơn thấy chưa? Khu vực này ít nổi trội hơn thành ra là cái này nên nói từ phải sang trái. Giống như bài bên đây cũng vậy, là nếu mà từ trên xuống dưới thì phải nói trên trước, nhưng mà thằng này nó nổi trội hơn cả lượng tiêu thụ rồi số liệu cao nhất biểu đồ cũng nằm ở đây,
nó xuống xuống à, vậy đó cho giám khảo dễ thấy nha, lỡ nói chịu luôn để các giám khảo dễ thấy chứ đừng có nói lung tung rối nha. Rồi bây giờ đến các nước còn lại. Ở những nước còn lại thì thằng nào, thằng này thằng quỷ mà tối ngày quýnh lộn rồi nè, có lượng cao nhất. Có lượng cao nhất, nước này một chiến tranh tùm lum mà, nhất là bên khủng bố đó. Rồi có lượng sản xuất cao nhất. Rồi bây giờ mình viết ha, cao hơn rất là nhiều, cái này gấp mấy lần ta, một hai, cái này chắc gấp 3 lần rồi. Ok bây giờ thầy nói ha, thằng nào đâu, thằng Middle East. Này sản xuất nhiều vậy? Cái này chắc 18 luôn. Ok. Triệu thùng. Này chưa xài đúng không? Đây là three country, the middle is to produce about 18 million oil barrels per day. Ồ, hình như thầy thiếu. Được, mình cũng là hàng chị. Thầy giết thiếu à. Cái này còn nãy giờ mới nhắc cái này. Món ăn này à. Còn châu Á lúc rồi đúng rồi. Trong khi à, bây giờ nó châu Á trong khi rồi bây giờ hai thằng này thì bằng nhau đúng không? The same figure. Hai thằng này thì nghĩ nha. Hai thằng này thì nghĩ luôn là không cần nói giá trị, chỉ cần so sánh thôi. Giống như bài bên đây những cái thằng mà lẻ á, giống như dưới đây nè, không cần nói giá trị, so sánh thôi được rồi. Nhớ không cần phải nói hết nha. Mà chỉ cái nổi bật thôi. Nhất là gì quá nổi bật nói. Hai này khỏi, hay so sánh thôi. Just the figure for châu Á bốn ha, Asia and Australia. What is for rồi à, không thấy ai có bị gì nói nha. Đây này. Rồi nghe rõ chưa em? Nghe rõ chưa? Hello. Các em nghe rõ chưa? Có bị lỗi gì nói nha. Giờ màn hình sao có bị gì không? Tại vì nếu tại vì khi thầy tắt màn hình đó là nó tắt luôn cái cuộc gọi của thầy á, thành ra là mất công phải gọi lại. Được rồi đúng không? Mạng thôi, nó mạng nó bị cá mập cắn. Rồi ok. Nhớ tắt video nha. Rồi tiếp. Hay. Rồi tiếp. What are the few foreign words? Boander is stand for gì đây? Reduction quantity.
figure 4 is rồi. Trong khi nó bằng nhau ở hai chỗ này thì thằng châu Á lại tiêu thụ nhiều hơn. Để thầy kiếm cách nó bớt lại cái chữ nhiều hơn. Với lại hai thằng này thì nó nhỏ, nó không có nổi trội, thành ra là mình có thể gom lại mình nói cho nó gọn, cũng nó gọn là được hơn nó giá trị nha. Để thầy kiếm cái chữ cho nó đơn giản xíu. Rồi. Rồi, hiểu chưa các? Mấy thằng nhỏ không cần nói nhiều, tại vì nói nhiều quá nó làm mất đi cái sự nổi bật của hai thằng ở trên nha. Rồi, nếu mà lúc mà lỡ viết dài quá thì thầy sẽ kiếm cách rút gọn nữa. Nhưng mà trước mắt như vậy ha. Trong khi số liệu cho hai thằng này thì giống nhau ở cái hàm lượng cái lượng sản xuất thì chúng lại khác nhau ở cái việc tiêu thụ. Rồi khỏi cần nói nó hơn, mất công nó hơn là tiêu thụ nhiều hơn nữa. Giá nó bị trùng cái chữ tiêu thụ ha. Chút thầy sẽ kiểm lại bị trùng chữ nào, dư chữ nào sẽ cố gắng bớt chỗ đó. Nhớ trong thi cũng vậy, bí quá cứ viết trùng, đừng có viết sai, đừng có viết cái chữ khác bị sai đó. Lời dặn của thầy đó nha. Chính thầy cũng vậy. Nhiều khi em viết trùng lại không sao, vẫn có chỗ khác cho em lấy điểm. Hiểu ha. Rồi bây giờ thầy nói tiếp ở dưới. Nhớ nghe, những cái thằng nổi trội một hai thằng cũng được. Viết là được rồi, mà ráng thì chỉ cần một thằng thôi. Vì tại đây là cái thằng Mỹ nó không có gom được á, nếu mà gom thì mất cái nổi trội của thằng này. Thật ra là các bạn muốn làm cái kiểu gom hai thằng này nói cũng được, không sao nha. Thì nếu có ý tưởng cứ viết, còn đây thì cơ bản thì thầy vẫn đi theo ưu tiên nổi trội nhất nói, thành ra một mình nó lẻ buộc phải ghi thêm câu, không sao. Rồi ok, tiếp tục ha. Trong những nước còn lại, BWS thì sản xuất tới 18 triệu thùng mỗi ngày. Số liệu này cao hơn gấp 3 lần ha. Bữa gấp 3 lần gì ta? 3 times s. As many as, đúng rồi. Số liệu thì nhiều. Higher. À, số liệu là high chứ. The figure. Among different country. It. Consumption, okay. Rồi ha. Thằng này thì sản xuất khoảng 18 triệu thùng mỗi ngày. Đây là số liệu cao gấp 3 lần số liệu cho việc sản xuất tiêu thụ của nó. Rồi. Mấy nước còn lại xem có gom được không nha. Hai thằng này thầy nghĩ chắc gom được nè. Hai thằng này thầy nghĩ không nổi trội, giống như đây thầy nghĩ không cần nổi và thường không cần nói giá trị, và thường giống như cái bài lý thuyết bữa thầy nói càng về cuối bài càng bớt nói, hiểu ha. Để thầy coi mấy chữ thôi nha. Càng về cuối bài càng bớt nói, trời nó là vượt luôn rồi đó.
kỳ quá, sao vừa rồi. Rồi, tại hay bị cái du vụ gì đó, thầy mà thêm ngữ pháp sao cho hợp lý là nó dài, nó hơi bị dài. Nhưng mà cứ viết tới ráng sao dưới 200 càng tốt nha. Thầy cũng ráng lắm rồi. Chứ mà nếu mà không có cách viết như vậy thì bị thiếu ý và thiếu chữ, rất nguy hiểm. Thà nó nhiều, thà nó nhiều em bỏ bớt không sao, chứ ít quá mà bỏ bớt thì nó thiếu ý và thiếu chữ luôn ha. Rồi bây giờ thầy nói ba nước còn lại thì thằng này thầy cũng giữ nguyên cái câu chủ động nha, sản xuất khoảng 18 triệu thùng, cao hơn cái lượng tiêu thụ của nó. Rồi tại Latin America thì đơn giản thôi, production luôn. Ừ, hai nước này mình biết là ok, hai nước này là mình biết là sản xuất cao hơn tiêu thụ rồi. Thì lúc này gồm sao ta? Lúc này thầy phá cách một chút xíu, thầy chỉnh lại chút xíu nha. Là tại Latin America và Africa cả tiêu thụ và sản xuất đều cao hơn. À, tại Latin sản xuất số liệu cho việc sản xuất và tiêu thụ đều cao hơn thằng Africa. Rồi ha. Bây giờ thầy ghi nha. Trong ba nước còn lại thì thằng này thì ok. Tuy nhiên. Cần liên từ chưa? Trong ba nước còn lại, Trung Đông sản xuất khoảng 18 triệu thùng mỗi ngày, cao gấp 3 lần tiêu thụ của nó. Rồi. Một mình thằng này nói đủ rồi ha. Này chắc thầy nghĩ khỏi cái cụm từ trước đi. Ba nước ở trên. Chỉ cần ba nước ở trên là người ta hiểu rồi. Ok. Rồi mấy nước còn lại là biết là nó ở phần nào rồi. Mấy thằng thường mà về về phần về sau thì thầy sẽ bớt nhấn mạnh cho nó hơn là mấy thằng trước. Trung Đông là nước, là khu vực sản xuất được gì đây ha? Biết sao nãy thầy bớt không? Tại thầy bớt chỗ này vậy nè. Thứ nhất là nó gọn lại, nó không cần thiết nữa. Thứ hai là bớt phải so sánh. Tại những cái cụm mà khi em viết kiểu này nè, trong bốn khu vực, trong bốn nước, trong này nọ thì thằng này như thế nào thì thường sẽ có so sánh. Viết như vậy thì bớt phải so sánh. Cái trường hợp kiểu viết này á, là bên bài biểu đồ bảng nha. Và cái trường hợp này thầy sẽ hướng dẫn kỹ ở biểu đồ bảng, và lúc ấy tự nhiên nhớ là bài này nha. It can be seen that in Latin America, okay. Rồi right. Xài lại cái kia ha. A higher. Nhớ cái chữ này không? A larger number of perils in. Rồi, thầy xài cái câu của bên biểu đồ cột luôn nè, biểu đồ đường luôn nè. Latin America. À, bữa thầy nói là những cái bài biểu đồ thì cấu trúc viết đúng là khác nhau, nhưng chỉ khác nhau ý tưởng thôi. Nhưng cấu trúc viết vẫn có thể xài lại, giống như bây giờ thầy xài lại cái number of nè, hay là bên bài
Internet user là về percentage of đó. Những cấu trúc so sánh hơn vẫn xài lại cho các bài luôn nha, tất cả các bài biểu đồ khác luôn. Còn ý tưởng thì đúng là nó khác một chút. Bên đây thì không có sự tăng giảm, nhưng mà những cấu trúc so sánh xài lại nha, vẫn xài được bình thường nha. Nãy giờ chưa xài đúng không? Bây giờ thì xài. Align your number of words produce gọn gàng. Sử dụng L2 those in Asia Africa. Rồi. Hết bài. Đẹp đẽ. Gọn gàng ha. Không có rườm rà. Rồi thầy đọc lại nè. Middle East thì sản xuất khoảng 18 triệu thùng dầu mỗi ngày. Số liệu cao nhất cao hơn gấp 3 lần số liệu của tiêu thụ của nó. Có thể thấy rằng tại thầy muốn nhấn mạnh thầy ghi thêm ha. Số liệu thùng dầu tại Latin Mỹ Latin cả sản xuất và sử dụng đều cao hơn. Đều cao hơn so với những thùng số thùng á. Này đối tượng này nè. Đại diện lại nè. Tại Africa. Rồi mấy chữ dư cái chắc rồi. Hơn quá, 187. Bài này được đánh giá là cũng khó nha các em. Nó càng dễ thì càng khó đó. Rồi vậy thôi, xong, nhớ viết nợ bài cho thầy.